Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Kinh tế Việt Nam 2021, xíu đầu đàn, cất cánh có nhớ quả đấm thép hay không? Chính phủ Việt Nam đề ra mô hình xíu đầu đàn cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn mới, nhưng các ý kiến chỉ trích cho rằng đây không phải là điều gì mới và nước này cần rút kinh nghiệm. Các quả đấm thép một thời đã trở thành gánh nặng cho nền kinh tế của Việt Nam và cho đến tại ngày nay những món nợ khủng khiếp từ các công ty nhà nước vẫn chưa trả hết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chọn Mobile Phone EVN Viettel đại diện cho ba lĩnh vực viễn thông, năng lượng, công nghiệp, quốc phòng tham gia thí điểm chính sách riêng. Bộ vừa trình Thủ tướng dự thảo đề án để phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Hà Nội vào tháng 9 năm 2018. Đài truyền hình VTV cho biết thêm về mục đích của việc lựa chọn và thí điểm như sau. Đây là lần đầu tiên đề xuất thí điểm thực hiện những chính sách riêng biệt đối với các doanh nghiệp được chọn để thúc đẩy sự hình thành những con xếu đầu đàn. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là các lĩnh vực liên quan, quan trọng đối với sự phát triển và an ninh của một quốc gia, bao gồm các yếu tố như cung cấp nguyên liệu đầu vào không thể thiếu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp kết cấu hạ tầng trong thời kỳ chuyển đổi số cách mạng công nghiệp 4.0 và đảm bảo quốc phòng, vân vân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng các doanh nghiệp lựa chọn có vai trò xếu đầu đàn sẽ phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt các doanh nghiệp nhà nước trong việc hình thành, mở rộng các chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị trong khu vực và thế giới. Và thông tin cho thấy rằng dường như nhà nước Việt Nam đang bị mắc kẹt bởi tư duy và lợi ích. Từ Hội An, nhà kinh tế gia Bùi Kiến Thành đã bình luận với đài BBC tại London như sau. Tôi có theo dõi diễn biến này, theo tôi, đây là biểu hiện của một thứ tư duy đi thụt lùi của những người đã quen quan niệm nhà nước là quan trọng ghê gớm lắm, còn tư nhân thì không đủ tầm, không làm được việc gì. Biểu hiện này rõ ràng cho thấy Việt Nam vẫn còn ở trong một tư duy và chính sách có tính chất giáo điều như thế, cho nên mới có những đề xuất vĩ đại trời đất như thế. Ở Mỹ hay nhiều nơi khác, những tổ chức kinh tế đầu đàn thực sự đâu có phải là của nhà nước. Nhà nước vào đó làm kinh tế để làm gì kia chứ? Nhà nước tham vọng nhảy vào để điều khiển các tập đoàn kinh tế để thực hiện trực tiếp làm ăn kinh tế qua đó thì theo tôi là không nên và không thể nào làm được. Cho nên những ai nêu ra ý tưởng này nếu không phải là theo lợi ích nhóm nhà nước đứng sau tấm chắn kinh tế nhà nước để thủ lợi thì chứng tỏ vẫn còn vướng, chưa thoát khỏi tư duy của những anh Marxist thủ cựu từ thế kỷ thứ 18. Còn tư duy như thế thì Việt Nam bao giờ mà phát triển được? Hãy nhớ, những tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới có phải là cả nhà nước hay không? Đây là hình ảnh ban lãnh đạo Việt Nam trong các thời kỳ trước từng có những thử nghiệm theo nhiều đường lối, kịch bản và hầu như thất bại thảm hại, nhất là quả đấm thép Vinashin thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thậm chí người ta còn thấy để hiệu quả thì phải tư nhân hóa ngay. Lịch sử kinh tế không xa cho thấy từ những tập đoàn kinh tế lớn thời Thatcher làm Thủ tướng ở Anh cho đến những tập đoàn lớn của Pháp. Những khi nào thấy cần phải tư nhân hóa thì họ phải tiến hành ngay để tập trung cho vai trò của nhà nước là quản lý nhà nước, không phải là xông vào thị trường kinh doanh và cạnh tranh với tư nhân và các thành phần kinh tế khác. Tôi xin lưu ý là Việt Nam còn có nhiều thứ tư duy lạ. Họ có vẻ còn e ngại vai trò kinh tế tư nhân, dân doanh. Thành ra họ thậm chí tránh không dám dùng chữ tư nhân hóa mà đặt ra cái gọi là cổ phần hóa. Cái này hết sức vô lý. Anh cổ phần hóa, sau đó anh bán ra 5%, 10%. Sau rồi, anh nói tôi đã cổ phần hóa xong rồi. Trong khi nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối của những tập đoàn đó. Và kế hoạch tiếp theo, anh đặt những công chức và làm việc điều khiển những doanh nghiệp như là bên quân đội thì đặt sĩ quan quân đội vào đó. Thế thì làm sao mà nó phát triển thuần túy theo kinh tế thị trường và phát triển bình thường, lành mạnh cho được? Và cần phải nhớ là có thể có lúc người ta dùng luật quốc tế qua những hiệp định, hiệp ước mà anh đã ký kết để xem anh có thực chất không can thiệp trái cam kết hay không. Cho nên theo tôi, tư duy này và những mô hình con đẻ của nó nảy sinh ra như trên thì không giúp cho Việt Nam phát triển lành mạnh được. Đúng nghĩa, trong tương lai, nó chỉ giúp ích cho thứ chủ nghĩa nhà nước phình to lại thêm khuếch trương mà thôi.
tại sao tuyên bố là đi vào kinh tế thị trường bao lâu nay mà không học hỏi cách hoạt động của nhân loại tiến bộ mà lại vẫn đi theo kinh tế tập trung quyền lực nhà nước như thế. Tôi nói thẳng là không tán thành tư duy và những mô hình này. Và dư luận xã hội trong và ngoài nước cho rằng những con sếu hay sẽ thành những con chim sẻ đây. Đây là hình ảnh đại án Vinashin gây thất thoát rất lớn cho Việt Nam. Vinashin để lại khoản nợ xấu lên tới 4 tỷ đô la và kéo nền kinh tế Việt Nam đi thụt lùi hàng chục năm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị bãi chức với bí danh Đồng Chí X. Từ Hà Nội, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga đã nói với đài BBC như sau. Tôi nghĩ rằng kinh tế nhà nước có những lĩnh vực chủ yếu là lĩnh vực dịch vụ, công thì nhà nước nên tiếp tục. Những lĩnh vực nào mà khu vực tư nhân có thể làm được thì nên để cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Còn cái gọi là xếu đầu đàn hay nhiều uyển ngữ khác là một trong những ẩn dụ và một số nhà lý thuyết kinh tế bên ngoài đã nêu ra từ lâu đến nay. Tôi nghĩ không cần quá xính những từ ngữ đó mà làm gì, mà thay vào đó phải nhìn vào thực chất. Mobifone, EVN, Viettel thì phải xem thực sự cái mà họ có thể làm ra là gì, công nghệ nào, sản phẩm nào. Còn khi mà còn được ưu ái của nhà nước, họ có thể có những phát triển được là do ngoạn mục. Nhưng đằng sau cái phát triển ngoạn mục ấy lại chính là sự phát triển được nâng đỡ của nhà nước về mặt độc quyền, về mặt thị trường, về mặt này, mặt khác. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một vấn đề lớn cần phải bàn luận, thậm chí tranh luận nhiều hơn nữa. Tôi cũng rất e ngại việc đưa một số doanh nghiệp nhà nước kiểu quả đấm thép lên thì cũng chẳng khác nào các tập đoàn kinh tế nhà nước mà cựu Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trương một thời từ cuối năm 2005 trở đi, mà bản thân tôi ở trên các báo chính thống của nhà nước thời đó từ tháng 4 năm 2006 đã cảnh báo rằng làm kiểu ấy đằng nào cũng hỏng. Và chúng ta đã thấy rằng từ Vinashin, Vinalize và các quả đấm thép ấy đều trở thành các quả đấm bằng rẻ. Chính vì vậy, tôi rất e ngại rằng những con sếu ấy có thể cuối cùng sẽ trở thành những con sẻ và thậm chí có thể trở thành những con cú vọ mà chưa biết chừng. Và đấy là những vấn đề mà cần được tranh luận, thảo luận rất rộng rãi, cần nghe những ý kiến khác nhau. Còn theo ý kiến của riêng một vài người đi theo, học mót theo những thuật hùng biện của một số lý thuyết gia kinh tế mà rất có thể là đã lạc hậu mất rồi, thì tôi nghĩ rằng nếu cứ chăm chăm làm như thế thì có thể rất nguy hiểm, thậm chí khó lường. Đây là hình ảnh nhà máy lọc dầu Dung Quất với một siêu dự án tổng đầu tư hơn 3 tỷ đô la từ tiền thuế của nhân dân, nhưng nhiều năm qua vẫn được nhà nước hỗ trợ giá thêm khoảng 1,2 tỷ đô la để tránh lỗ. Lựa chọn theo tiêu chí nào cũng là điều được đặt ra. Báo Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng trong một bài viết vào hạ tuần tháng 12 năm 2020 vào dịp cuối năm cho biết thêm về tiêu chí mà 3 doanh nghiệp Mobifone, EVN và Viettel đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chọn là mô hình xếu đầu đàn, tờ báo này viết như sau. Tại dự thảo về đề án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra các tiêu chí để xác định một doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Trong đó, doanh nghiệp này phải đặt yêu cầu về quy mô, tài sản hoặc vốn điều lệ với đề xuất vốn điều lệ tối thiểu 1.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này phải có khả năng mở rộng thị trường và khả năng được thị phần. Trong đó phải đạt được thị phần lớn để có thể đủ khả năng chi phối thị trường, đề xuất ở mức 30% thị phần trở lên. Các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn theo lựa chọn của đề án cũng phải có hệ thống quản trị tốt, đạt được yêu cầu tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, áp dụng trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến. Nhóm các doanh nghiệp này phải hoạt động trong những ngành có tính chất lan tỏa, dẫn dắt, không thuộc ngành lĩnh vực nhà nước độc quyền như kết cấu hạ tầng kinh tế, công nghiệp, năng lượng, viễn thông, tài chính, ngân hàng. Điều kiện cuối cùng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra là để xác định một trong doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn là phải hoạt động theo quy định và luật doanh nghiệp, là công ty 100% vốn nhà nước hoặc có góp vốn, cổ phần chi phối của nhà nước, luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Trong đó, Bộ này cũng đề xuất ưu tiên các doanh nghiệp đa dạng sở hữu hoặc có khả năng đa dạng hóa sở hữu trong thời gian tới, nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% vốn trở lên. Đây là hình ảnh dự án đường Hồ Chí Minh 3.000 tỷ đồng hiện vắng ngắt rất ít người đi với tổng chiều dài toàn tuyến tới 3.167 km. Tuy nhiên, do đầu tư không đồng bộ, thiếu nhiều dịch vụ kèm theo và dân cư thưa thớt nên dân tài xế rất ái ngại đi theo tuyến đường này. Và cũng có dư luận cho rằng xếu đầu đàn bay đừng quên quả đấm thép. Từ Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Phó giáo sư Phạm Quý Thọ đã đưa ra bình luận của mình như sau. Ở đây có điểm khác với thời kỳ trước. Thời kỳ trước có một chủ trương rất lớn dựa vào những quả đấm thép mà chúng ta đã biết, tức là dựa vào những trụ cột doanh nghiệp nhà nước. Còn thời kỳ này, theo tôi, nó có tính chất biểu tượng nhiều hơn, nhưng nó là hai vấn đề. Một là chưa lường hết được những rủi ro, trong đó không chỉ có rủi ro rằng đó là những doanh nghiệp nhà nước với ba đại diện trong ba lĩnh vực, nhưng nó còn có một sự rủi ro khác, đó là khi một doanh nghiệp nhà nước đồng thời lại là của quân đội tham gia, trong đó có Viettel mà đang bị mang tiếng ở Myanmar, có thể có vi phạm những nguyên tắc mà trong các hiệp định lớn của quốc tế, khu vực Việt Nam đã ký kết. Bên cạnh việc là vì quân đội, có thể có những khía cạnh lĩnh vực rất khó quản lý liên quan công khai, minh bạch. Ngoài ra, hiện nay Việt Nam cũng đang trong giai đoạn chống tham nhũng tiêu cực trong các tập đoàn. Người ta có thể định lấy 3 doanh nghiệp này để thí điểm, để có tính chất thúc đẩy. Nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi cũng cho rằng đây là một sáng kiến không hay ho gì lắm trong năm 2021 có thể thúc đẩy được các doanh nghiệp như là cách người ta gọi là những con sếu đầu đàn. Bởi vì còn có rất nhiều khó khăn và rủi ro trong năm 2021. Một điều chắc chắn là như vậy. Và về mặt tư duy, chắc chắn đây càng không phải là cái gì mới mẻ hay như một bước tiến, mà người ta đang gặp những cái khó hầu như không thể vươn lên trong các lĩnh vực lớn trong quá trình cổ phần hóa cũng đang hết sức bế tắc. Đánh giá thẳng là trong nhiệm kỳ vừa qua, cổ phần hóa đã không đạt được những mục tiêu đề ra, chưa lấy được doanh nghiệp tư nhân làm động lực quan trọng. Thành ra bây giờ quay lại cái kia thì rủi ro là rất lớn về mặt sở hữu. Đây là hình ảnh tập đoàn điện lực EVN hiện đang độc quyền ngành điện với đủ thứ ưu ái nhưng liên tục báo lỗ do đầu tư ngoài ngành. Theo báo Tuổi Trẻ, hiện nay EVN đang nợ 475.000 tỷ đồng. Mà cái này nếu anh tạo thành chủ trương lớn, từ ba nó thay thành đa, thành nhiều, thì trước sau rồi nó cũng lặp lại cái sai lầm trước thời kỳ trước. Mà rất khó từ doanh nghiệp này của nhà nước lại kéo được các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung làm ăn trong bối cảnh mới được. Rất là khó, mà không khéo lặp lại vết xe cũ là tập trung quyền lực kinh tế nhà nước quá mức, ưu đãi quá mức, vừa có thể dễ bị quốc tế và khu vực người ta soi và có thể kiện như Mỹ từng kiện hoặc chế tài Việt Nam vì có bàn tay của nhà nước yểm trợ ưu đãi bất công bằng cho các doanh nghiệp Việt Nam, gây bất lợi cho sản phẩm, kinh doanh, thị trường của các đối tác. Mặt khác, nó cũng lại có thể tạo ra môi trường cho các nhóm lợi ích hoạt động, núp bóng nhà nước và có thể lặp lại các sai phạm, sai trái về quản lý tài sản, vốn vân vân, cũng giống như thời Vinashin, Vinaline, dù có thể dưới các dạng khác nhau. Tóm lại, tôi cho rằng cần chú ý những rủi ro xếu đầu đàn trước khi bay. Có lẽ cần nhớ tới những gì đã xảy ra với những quả đấm thép một thời đã gây rất nhiều quan ngại và tai tiếng. Chuyên gia tài chính và chính sách công đã nói như vậy với đài BBC London. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021 với bản tin Kinh tế Việt Nam 2021, xếu đầu đàn, cất cánh, có nhớ quả đấm thép hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.